việc Nga và Ukraine đều tăng cường sử dụng máy bay không người lái UAV để tìm lợi thế trên chiến trường đã tạo ra những chiến lệ mới. Nga và Ukraine gấp rút chạy đua để tìm ra biện pháp đối phó với UAV tự sát tại chiến trường. Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong phần tin ngay sau đây. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, xung đột tại Ukraine có thể coi là chiến trường xuất hiện và thử nghiệm chiến thuật của nhiều loại vũ khí mới, trong đó một xu hướng đáng chú ý là sự xuất hiện phổ biến của các hệ thống máy bay không người lái, UAV tự sát, cũng như các phương án đối phó với chúng. Ngay từ đầu cuộc xung đột trong năm 2022, Ukraine chính là bên sử dụng rộng rãi nhiều loại UAV quân sự, từ cỡ lớn như Bayraktar TB2 hay các loại UAV tự sát cỡ nhỏ như Fire Scud hay Phoenix Ghost, phần lớn chúng được Mỹ và phương Tây viện trợ. Xu hướng sử dụng các loại UAV tự sát cỡ nhỏ như FPV cũng là do Ukraine khởi xướng, với hàng loạt clip được binh sĩ Ukraine ghi lại trên chiến trường với hiệu quả vượt trội. Tuy nhiên, Nga, một siêu cường quân sự với ngành công nghiệp quốc phòng khổng lồ, cũng đã nhận thấy hiệu quả và tiềm năng của UAV, nhất là các loại UAV tự sát. Quân đội Nga đã nhanh chóng học hỏi và tạo ra một số lượng lớn UAV tấn công, FPV, thiết bị bay không người lái mang đầu đạn tự chế, vượt trội so với Ukraine trên chiến trường. Theo thống kê của hãng tin Lenta, nếu như trung bình mỗi tháng đầu năm 2023, số UAV tự sát phía Nga sử dụng được xác thực bằng clip vào khoảng 200-300 chiếc, thì trong thời gian cao điểm vào cuối năm, con số này đã tăng lên tới hơn 1.000 chiếc mỗi tháng. Trong khi đó, số lượng UAV của Ukraine ngày một giảm, trong bối cảnh nguồn viện trợ từ Mỹ và phương Tây giảm dần. Nga có khả năng tạo ra số lượng UAV vượt trội trong bối cảnh bị cấm vận ngặt nghèo chính là nhờ khả năng làm chủ và nội địa hóa công nghệ sản xuất UAV. Không chỉ chế tạo tại các nhà máy, các xưởng gia công quy mô nhỏ cũng tham gia chuỗi sản xuất với nền tảng công nghệ sẵn có. Điều này càng thuận lợi hơn khi Nga đã chuyển toàn bộ công nghiệp quốc phòng sang thời chiến để tối ưu nguồn lực và mở rộng tối đa nguồn lực sản xuất. Chỉ tính riêng UAV tự sát hay FPV, từ những hình ảnh được truyền hình Nga công bố, các chi tiết bằng nhựa được sản xuất bằng máy in 3D, việc gia công động cơ và mạch được thực hiện trong những phân xưởng nhỏ. Đây là lý do giúp giải thích tại sao chỉ trong thời gian ngắn, Nga lại có thể vượt trội Ukraine về khả năng sản xuất và sử dụng UAV tự sát. Thực tế chiến trường, theo chỉ huy đại đội Asin thuộc Lữ đoàn Cơ động Đường không Độc lập 92 của Ukraine, thậm chí đã thừa nhận rằng ứng với mỗi UAV của Ukraine có tới 7 UAV của Nga. Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrei Belousov cũng tiết lộ rằng Nga có kế hoạch sản xuất hơn 32.000 UAV mỗi năm cho tới năm 2030 với các nhà sản xuất nội địa chiếm lĩnh 70% thị phần này. Ông Belousov cho biết Nga sẽ cung cấp tài chính cho dự án quốc gia về UAV với nguồn vốn lên tới 7,66 tỷ đô la Mỹ tính đến năm 2030. Theo Phó Thủ tướng Belousov, sản lượng UAV không tính loại dùng cho mục đích giáo dục dự tính sẽ là 32.500 chiếc, cao gần gấp 3 lần sản lượng hiện tại. Moscow hiện đã triển khai các mẫu UAV nội địa như Orion, Eleron 3, Orlan 10 và Lancet. Truyền thông gần đây còn tiết lộ Nga đang tự chế tạo loại UAV cảm tử nguy hiểm hơn dựa trên UAV Shahed và sản xuất các loại UAV giá rẻ sử dụng động cơ của hãng AliExpress. Với năng lực sản xuất UAV mở rộng như hiện nay, có thể thấy Nga sẽ dễ dàng giải quyết được tình trạng thiếu UAV. Chưa kể đến việc Nga cũng tìm mua của Iran một lượng lớn UAV Shahed 136, loại có thể mang 45kg thuốc nổ trên cự ly 1.931km. Hợp tác với Iran, Nga gần đây đã hoàn thiện xây dựng một nhà máy UAV ở Tatarstan, cách thủ đô Moscow 805km về phía đông. Ước tính nhà máy này có năng lực sản xuất 6.000 nguyên mẫu Shahed 136, được Moscow đặt lại tên thành Zhejiang 2 vào giữa năm 2025. Nói đến UAV tự sát, đồng hành với việc phát triển số lượng và cải tiến, thì cả Nga và Ukraine đều đang nỗ lực phát triển các phương án đối phó với chúng trên chiến trường, từ đơn giản như tạo lưới chống UAV hay như chiếc ô phổ biến trên nóc các xe tăng. Việc sử dụng giáp lưới để bảo vệ phương tiện quân sự đã phổ biến trong quá khứ. Chúng được sử dụng để bảo vệ phương tiện khỏi các loại đầu đạn chống tăng hóa năng. Sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại Ukraine để chống lại tên lửa chống tăng đột nóc như Javelin, Enlaw và sau này là các loại UAV tự sát, các loại lưới bảo vệ đã được mở rộng để che kín những điểm yếu của phương tiện chiến đấu nhằm hạn chế thiệt hại. Hiệu suất cao của UAV tự sát Lancet của Nga đã buộc Ukraine phải áp dụng phương pháp đơn giản nhất, chính là tạo ra một nhà lưới bọc lấy phương tiện và bảo vệ nó.
Sự khác biệt chính giữa UAV tự sát và tên lửa chống tăng có điều khiển hoặc đạn RPG là tốc độ bay thấp. Nếu tốc độ bay trung bình của ATGM hoặc RPG là khoảng 600 đến 900 km/h, thì tốc độ của máy bay không người lái Kamikaze hiếm khi vượt quá 150 đến 200 km/h. Ngoài ra, UAV tự sát có kết cấu thường được chế tạo từ vật liệu nhẹ hoặc nhựa, nên lưới kim loại với độ bền cao tỏ ra rất hiệu quả khi ngăn chặn chúng. Không chỉ có những cách đối phó mang tính tình thế để chống lại chiến thuật sử dụng UAV tự sát, các nước còn đang nghiên cứu thêm nhiều phương thức để đối phó hiệu quả với loại phương tiện và chiến thuật tác chiến mới này. Cố vấn của Học viện Kỹ thuật Nga giải thích trong cuộc trò chuyện với Russia Today, FPV được các bên sử dụng rộng rãi trên chiến trường Ukraine. Đây là loại vũ khí đơn giản và xảo quyệt, có khả năng tấn công bộ binh đang ẩn nấp và tấn công vào những điểm dễ bị tổn thương của xe bọc thép. Loại UAV này được đặc trưng bởi khả năng cơ động và độ chính xác cao, đặc biệt nếu nó được điều khiển bởi kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Theo các chuyên gia, UAV tự sát, nhất là FPV, khá khó bị phát hiện và vô hiệu hóa bằng hệ thống phòng không tiêu chuẩn. Chính vì thế, các phương án đối phó điện tử để trấn áp và ngăn chặn các loại UAV tự sát đang được binh sĩ Nga thực hiện bằng các hệ thống cỡ nhỏ do công nghiệp quốc phòng Nga phát triển dựa trên kinh nghiệm thực tiễn chiến trường. Quan điểm này được chia sẻ bởi chuyên gia quân sự, giám đốc Bảo tàng Phòng không Không quân Nga Yuri Knutov. Việc bảo vệ các mục tiêu quân sự bằng tác chiến điện tử có thể coi là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay trong lĩnh vực chống lại các UAV tấn công, trong đó có máy bay không người lái FPV. Ông Yuri Knutov nhấn mạnh, trong một cuộc xung đột vũ trang hiện đại, không thể thực hiện được nếu không có số lượng lớn hệ thống tác chiến điện tử. Ngày nay, khá nhiều sản phẩm chống UAV khác nhau đang xuất hiện. Việc Nga ứng dụng các hệ thống đối kháng điện tử chống lại UAV tự sát thực tế đã chứng minh, ngoài chiến trường, những hình ảnh UAV tự sát của Ukraine bị nhiễu và mất tín hiệu khi bay gần các chiến tuyến của Nga không còn là điều bất thường. Các chuyên gia đều có chung quan điểm về việc trang bị cho quân đội các hệ thống tác chiến điện tử nhỏ gọn có thể mang lại cho họ những lợi thế thực sự trong việc bảo vệ khỏi máy bay không người lái FPV và các loại máy bay không người lái tấn công khác. Một phương thức tác chiến chống UAV tự sát khác cũng đang được nghiên cứu, chính là việc lấy độc trị độc thông qua việc sử dụng các loại UAV chiến đấu để chống lại các UAV tấn công của đối phương. Điều này cần các thiết kế UAV và phương tiện chuyên chở chuyên biệt được tích hợp như một phần của các đơn vị chiến đấu. Bên cạnh đó, về phía Nga, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat cho biết, quân đội Moscow cũng đã điều chỉnh chiến thuật tập kích máy bay không người lái khi tập trung tấn công vào khu vực gần tiền tuyến, thay vì để UAV bay sâu vào lãnh thổ Ukraine. Ông Inat thừa nhận, việc đánh chặn UAV ở những khu vực này tương đối khó khăn với Ukraine, dẫn tới tỷ lệ bắn hạ ở mức thấp. Cụ thể, trong loạt tập kích bằng tên lửa và UAV đầu năm nay của Nga nhắm vào các thành phố của Ukraine, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết, tỷ lệ máy bay không người lái Shahed xuyên thủng hoặc tránh hệ thống phòng không của Ukraine đã tăng lên đáng kể. Hay nói cách khác, ngày càng có nhiều máy bay không người lái tự sát của Moscow xâm nhập hoặc tránh né thành công hệ thống phòng không của Ukraine. Ngoài ra, giới quan sát cũng nhận định rằng Nga cũng có cải tiến UAV để khiến chúng khó bị đánh chặn hơn. Các nguồn tin từ Nga cho hay, như phiên bản mới của Shahed được sơn màu tối và được trang bị động cơ phản lực, khiến nó dễ vượt mặt hệ thống phòng không đối phương hơn. Nga cũng sử dụng vật liệu có thể hấp thụ sóng vô tuyến nhằm khiến radar Ukraine khó có thể truy vết. Có thể thấy rằng, UAV tự sát và chiến thuật sử dụng chúng đã và đang tạo ra những chiến lệ hoàn toàn mới trên chiến trường hiện đại, hứa hẹn là thứ vũ khí có thể thay đổi cuộc chơi trong xung đột Nga-Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Hãy like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình tiếp theo.